Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào chiều tối ngày 6 tháng 9. Chương trình đã tổ chức nhiều gian hàng trò chơi dân gian hấp dẫn và trao 700 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức trao tặng 20 chiếc mắt kính đặc biệt, loại có thể nhận dạng được chướng ngại vật khi di chuyển, dành cho các em thiếu nhi và người cao tuổi bị khiếm thị. Mùa trung thu năm nay, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố đã trao tặng 5.500 phần quà trung thu cho các em thiếu nhi ở các bệnh viện như Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Ung Bướu và các em thiếu nhi ở 15 quận huyện trên địa bàn thành phố. Dịp này, báo Khăn Quàng Đỏ cũng phối hợp với huyện Củ Chi tổ chức trung thu cho hơn 300 em thiếu nhi vào tối ngày 5 tháng 9. Đến đây, các em được thỏa sức nô đùa với chú Cùi, chị Hằng, được xem các tiết mục văn nghệ, các trò chơi vận động dân gian và đốt đèn trung thu. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình Đêm hội trăng rằm của báo Khăn Quàng Đỏ để chăm lo đời sống tinh thần cho thiếu nhi tại một số quận huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh.